Còn kinh sách cũng vậy, còn không phải kinh sách nào cũng thiện hết đâu. Nó dạy mình cúng bái cầu siêu cầu an, nó đầu thiện thôi. Thì cái chuyện đó làm nó nhảm nhí, nó có lợi ích đâu. Thì tức là nó đã sai rồi, mà mình lại chấp tác, mình lại làm theo, thì mình quá nghi ngờ. Mà mình làm theo nó phải tốn tiền tốn bạc chứ bộ, mình làm theo vừa tốn công tốn tiền tốn bạc chứ không phải là công. Bây giờ thí dụ người ta mở đi cái đàn cầu siêu, mà giờ người ta ghi tên họ của các Phật tử vô, thì mỗi người Phật tử có bao nhiêu tiền chứ đâu phải là khi không người ta ghi vô cho mình không đâu. Thành ra người ta làm sớ điểm này kia nữa thì người ta tính tiền ra trong đó hết chứ đâu phải người ta bỏ tiền người ta làm công cho mình đâu. Đó là cái chuyện mê tín đó, mình còn phải còn tiền được như vậy chứ mò là cái chuyện này. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ mới.